Con với mẹ cũng đã xa cách 20 năm, có nhiều thứ thay đổi. Nhưng mà con vẫn rất thương mẹ, nên con mong muốn từ bây giờ mẹ con mình sẽ không giấu nhau những suy nghĩ của mình nữa. Như vậy thì con mới có lại cảm giác thân thiết và gần gũi với mẹ như ngày xưa. Mẹ đồng ý nha. Mẹ hứa, mẹ sẽ không giấu các con bất cứ điều gì nữa hết. À Phương, cái MV gì đó em sắp quay chưa? Chắc là không quay đâu chị ba. Quay MV gì đâu mà tốn nhiều tiền quá. Tạm thời thì em cứ tích góp trước đi. Khi nào em đủ tiền á, em sẽ làm cái MV nào đó rẻ rẻ, chắc là từ vài trăm thôi. Ừ, chị nghe một số người nói nghệ sĩ không phải ai cũng giàu hết, chỉ mấy người đắt xô thôi, còn không chỉ đủ sống thôi à. Dạ, thì giống như em nè, hổm vợ, nào là đi chụp hình, rồi đi quay MV cho người ta, cũng cách xê này nọ lắm. Tính lại, chỉ đủ chi phí đi lại thôi, rồi tiền quần, tiền áo, tiền này, tiền kia. Chia phần trăm cho dì Lũ xong hả? Là coi như em không có dư luôn. Nè, anh thấy cái dì Lũ đó, không biết có ổn không? Anh thấy bà cứ sao sao đó, hình như là đang lợi dụng em để lấy tiền đó. Anh thấy không có chuyên nghiệp gì hết. Nhưng mà hiện giờ mình đâu có quen biết ai đâu anh hai, nên đành phải nhờ dì ấy thôi. Cũng tại mẹ vô dụng quá, 20 năm bôn ba mà vẫn tay trắng như vậy. Phải chi mẹ có tiền, mẹ cho con Phương làm MV rồi, mẹ còn thuê ekip chuyên nghiệp cho con nữa nè. Không có đâu mẹ, chỉ cần mẹ về, mẹ ở đây với anh em tụi con là anh em tụi con vui rồi mà, ha? Đúng đó mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ như vậy. Mẹ à, mẹ đã cực khổ sinh ra tụi con rồi, bây giờ đã tới lúc tụi con chăm sóc và báo hiếu cho mẹ mà. Tụi con lớn rồi, mẹ đừng lo cho tụi con nữa. À con, mẹ quên mất, mẹ có mua mấy tờ giấy số mà mẹ không có biết dò sao hết trơn á. Hay là bây giờ mẹ lấy ra cho các con dò giùm mẹ nha. Ủa mẹ, giờ mẹ cũng chơi giấy số nữa hả? Thì mẹ mua cầu may á mà, biết đâu trúng số, mẹ có tiền làm MV cho con Phương. Mẹ à, khó trúng lắm mẹ ơi. Phải rồi đó mẹ, dì con ngày nào cũng mua giấy số mà, có bao giờ trúng đâu. Nè, cứ nhắc tới bảo quà gì. Em quên, nhiều khi em vui quá, em nói em đâu có suy nghĩ đâu. Thôi, để mẹ lên mẹ lấy giấy số, có gì mấy đứa dò giùm mẹ nha. Dạ. Anh hai, dù sao dì cũng đã gắn bó với mình 20 năm nay, nhất thời làm sao mà nó để ý được. Anh chỉ không muốn mẹ buồn thôi. Đây nè, coi coi, có đứa nào biết dò không? Dò giùm mẹ cái coi. Trời ơi, mua nhiều quá. Con nè, để con dò cho. Này con rành lắm, ngày nào con cũng dò cho dì hết á. Thôi để con dò. À, anh hai, em nghe con Phương nói là anh hai đang hẹn hò với cô nào đúng không? Nè, lúc nào có nhiều chuyện vậy? Ai kêu anh xui chi? Lần nào anh hẹn hò với ai, em cũng là người biết đầu tiên. Phải rồi, nịnh thời của bả mà. Bởi vậy, tôi thất tình là do mấy người đó. Ủa, là sao con? Sao con thất tình là do con Phương? À, tại hồi nhỏ, dì quản lý anh hai nghiêm ngặt lắm. Mà anh lúc đó cứ yêu sớm, không lo học, bị dì đầy hoài à. Đã nói được cứ nhắc tới bà đó nữa mà. Thì hồi nãy em đã nói là mình không giấu mẹ gì hết mà. Mẹ cũng muốn biết những chuyện xảy ra trong 20 năm của mình, có đúng không mẹ? Con Thư nó nói đúng đó con. Chuyện của tụi con á thì đương nhiên phải dính tới bả rồi. Mẹ không có sao hết á. À, bây giờ tụi con có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe nha. À, còn con thì sao? Bả có cấm cản tình yêu của con không? Dạ. Mẹ ơi, nó khó tính lắm. Bao nhiêu người theo đuổi á đều bị nó cho ve hết rồi, cho nên nó ế tới bây giờ đó. Anh hai, sao anh hai nói xấu em vậy? Cái gì vậy Phương? Mẹ ơi, mình trúng độc đắc rồi nè. Thiệt hả? Mẹ trúng vé số thiệt không? Thiệt, em nói thiệt. Mẹ trúng tới 2 tờ lận. Đâu, cho mẹ coi coi. Nè nè, con chuyện dò lộn đó. Không thể là coi đi. Coi lại giùm mẹ coi. Thiệt không vậy? Thiệt không? 2 tờ lận đó chị. Thiệt chưa? Trúng thiệt mẹ ơi. Trúng thiệt rồi hả? Mừng quá mừng quá. Trúng số rồi. Có tiền lại em đi rồi. Mừng quá con ơi. Thì vui quá. Như vậy là ông trời đã nghe lời cầu xin của mẹ rồi. Mẹ có tiền làm MV cho con rồi. Mừng quá.
em không ngờ chị hai hên thiệt á. Trời trời, hồi đó vợ mua vé số quá trời quá đất, chưa trúng được 100.000 luôn á con. Chắc là trời thương chị, muốn chị có tiền làm MV cho con Phương đó mà. À, hôm qua chị đi lãnh tiền với chị Rosa, trời ơi chị run thấy ghê luôn á, chỉ sợ cướp thôi đó. Vậy mà hôm qua không kêu qua chở chị đi. Thì tại vì chị Rosa quen với đại lý đó, cho nên nhờ người ta lãnh liền, nhanh lắm. Chị tranh thủ đi với chị cho tiện. À Phương nè. Dạ. Bây giờ coi như mình không cần phải lo về vấn đề tiền bạc nữa nha con. Hôm nay mình tới làm việc với công ty sản xuất, ký hợp đồng các thứ, rồi tiến hành liền nha con. Càng nhanh càng tốt. Tranh thủ con đang còn hot nè. Dạ, dạ mẹ.